thì anh em mình xuống nhà của bác Út của anh Trầm. Bác Út anh Trầm dẫn tụi mình đi đi bà Khía. Bà Khía. Rồi. Nói nhà ông Bảy Hiền đi. Đi xuống Bảy Hiền đi. Hôm nay mình sẽ đi bằng chiếc xuồng này nha cả nhà. Đó. Mình anh em mình đi khám phá bắt Bà Khía một bữa nè. Tôm cá hoài mọi người xem cũng chán đúng không? Hôm nay mình trải nghiệm cuộc sống ở ở rừng. Bà Khía anh Trầm làm thị trưởng luôn nha cả nhà ơi. Có lưỡi không? Lưỡi quá. Các bạn cố làm thị trưởng nha. Này, có bên lái nước khó chạy lắm. Có bên nước nè. Có không? Có. Này cố miền Tây làm thị trưởng. Lâu lắm rồi không có chạy máy. Phía xa xa cả nhà đang thấy là cảng Trần Đề nha cả nhà. Nguyễn Trần Đề cũng có chút căng nha anh. Nguyễn Trần Đề đó, cảng Trần Đề đó. Nhưng mà Nguyễn Trần Đề là mới chia thôi. Hồi xưa là có Nguyễn Văn Phúc. Tới chỗ bắt này nha cả nhà. Đường con đầu tiên. Hôm nay mình đường con đầu tiên. Giờ mình sẽ xeo bắt 8 giờ bắt Út đi bắt đây. Thấy tài công lái xuồng bữa nay được không? Được. Im. Ồ, mà cái cá. Ồ. Đã quá đã. Có khu biển dạ. Sĩ con ốc. Trời rồi kẹp hả? Cắn nó càng bỏ cái gì kẹp. Ồ bà Khía nè này phải bà Khía không? Ừ. Bà Khía ngồi đây bà Khía ít trụ ngọt trụ ngọt hơn con này dày tới luôn. Nó có chua cái nha, nó chua bằng ha. Khía hả? Khía này cái bụng dễ bắt hơn trụ nha, kẹp dính tay luôn kìa. Cái này mà dẫn mấy anh em tên Ninh xuống đây thì một khoát một đã. Mà Bà Khía lịch kiểu gì sao? Đưa tay dày lắm. Lịch kiểu dùng hàng lắm chẳng. Sắn sắn đất. Bên kia con nữa kìa. Ồ. À, là. Bự quá rồi. Rồi. Rồi đây rồi. Rồi đây rồi. Rồi đây rồi. Rồi tiêu rồi hả? Hai trên này, dạ. Có con bắt chín con bự, còn con cá. Đây nè. Ừ. Ôi trời trời. Bà Khía bự không nghe, đã ha. Ở đây nè, để thả. Đây. Mấy anh em mình đi theo chú. Con nhé. Khía ba, Bà Khía. Anh Bà Khía. Quê ở miền Tây. Khía. Bà Khía à nhanh. Khía cà bá luôn. Ừ, rửa sạch sạch. Ôi, trộn. Bà Khía. Trộn. Con nữa đâu phải trụ ủ. Trụ ủ càng nhỏ tươi à. Bà Khía đây nè, cái càng đó nè, thấy không? Thì tím tím. Ừ. Đau. Vô, trụ bao. Trụ bao. Đúng rồi. Bà Khía, đã à. Trời. Hết rồi. Ngon, trời ơi, này về muối cái ha. Đổi tiền luôn. Còn nhỏ không? Hết hả? Bà Khía. Đúng rồi, khoan con nhé. Con Bà Khía nè. Con Trầm thì càng đỏ tươi nè. À. Là chủ nè. Lụm luôn. Bà Khía nước mặn thì càng hơi tím tím xíu nha cả nhà. Chủ hả? Đó. Khía. Đâu? Bà Khía anh. Khía. Không phải chủ ủ. Dạ. Ừ. Đó, chủ ba. Vô. Ngủ lên trộm hả? Em chặn em đạp nó dính đó, đố anh thấy được nó. Đây à. Không, ngay tay anh luôn á. Ừ đúng rồi đó. Đó. Bà Khía cái. Khía cái à? Ừ. Em thấy nó trong hàng cái em đạp nó dính nó luôn. Đúng rồi, bánh bánh con Khía đồ bị. Cái gì? Nhiều anh Tòng. Ờ để đi, hồi con qua. Ồ cũng bộn rồi nè cả nhà ơi. Quay 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 mở cái dọn dọn cho cả nhà coi. Đâu rồi Út? Cái nhà phục bỏ tí nó lòi ra hả vậy? Ờ, cái gửi. Cái gửi hả? Hai con. Đúng tí nhỉ?
cái thùng nó dễ lắm. Nè đây con. Chị nhét, chị nhét. Muốn nghe nhé. Coi coi làm nó rất bồng á. Đúng chưa? Đúng. Thằng này con nào cũng chín. Ủa con lấy dao đi. Lấy dao. Ây da, kẹp mày. Đúng chưa? Kẹp mày. Kẹp, 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 kẹp. Đạt đi theo để mang nhiên liệu nha cả nhà. Quan trọng lắm cả nhà. Quan trọng. À. Cái gì? À. Hôm nay chắc là anh em mình sẽ sinh tồn ở đây luôn rồi. À, thục là mình lụm bằng luôn ha chú. Dài dài gặp rồi lụm mẹ đi. Dạ. Mình nấu con chua ba khía ha. À. Ở đây là đồ thiên nhiên không nha cả nhà. Đó, có mấy gốc bằng nè. Bằng chính là mình lụm luôn. Mình sẽ về mình nấu canh chua hoặc khía với bằng ngon lắm. Mà khía ấy chản luôn ha. Mà khía nước mặn lên cái cạn hơi tím tím này cả nhà. Đó con. Bắt khía được. Khía được ha. Khía được. Ôi, đâu nó vậy nó ướt. Quá đã anh Trầm ơi. Anh Trầm. Cứu em nhé. Thì đó, mùi qua thùng cua, cua nó bự hơn ba khía đó. Bự hơn ba khía. Vậy là nó bị kẹp rồi. Nghĩ bị kẹp rồi mà. Mới rút lên đó. Đụng em luôn. Đụng cơ, tụ cạn quéo à. Nó nằm nó đây nè. Tao đâu có ngu, tao phọt vô cho nó kẹp nữa. Tại vì nó gấp. Tao không biết móc nó hay gì. Tại nghe đó đó. Rồi, đâu có sâu dữ vậy. Kệ người ta đi. Bị bắt rồi, tính hại người ta nè, mọi người thanh niên nè, bị kẹp rồi. Đúng không? Ai nói mà không sao. Đây nè. Nó đi xuống tới ông Phủ kìa. Trời ơi, tới ông Phủ luôn hả? Ê. Yeah. Cái này nó xuống lúc nhớ được. Ủa sao nãy em nằm sát bên nữa. Có chừng bị cua kẹp nghe anh Trầm ơi. Nè. Ừ. 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 Cua làm hang xong dữ rồi. Trời ơi, trời ơi, cái nè. Nhảy xuống trên đáy hả? Mày ơi. Mà khía. Khía nó khá ngon. Ừ. Này, tao có chua. Chua bằng ha. Chua muốn nữa ha. Ừ. Hai con luôn hả? Hai con luôn mày đúng. Ui. Bị quất tơ xả luôn. Nè. Đâu? Nhít, nhít, nhít. Để đâu con chó rồi trong. Yeah. Oh, ôi trời. Hai con tao tưởng đâu con ở nhà nó nhiếp lượt quản. Kẹp lượt hai con vô tay luôn hả? Đâu đâu, trên học trước. Rồi em thấy được. Đang bắt con nữa nghe cả nhà. Rồi. Kéo nó con bự lắm. Đi. Quá ngon này. Quá đã. Rồi, vô bao anh ơi. Làm cả chục hang vậy nữa ha. Hang ba con, chục hang ba chục con hả? Ừ. Hả? Đừng kẹp nữa anh ơi à. Năng nỉ luôn á. Anh ba hả? Đừng kẹp nữa anh ba ơi. Ờ. Nước nhà hai càng không kẹp thì xong. Vô bao. Cái này rồi. Ờ, 100 con là quý lắm rồi chú Tám ơi. Dạ. Chín con. Người bắt hai ba con nhiều lắm, nãy giờ này nhiều. Dạ. Anh áo xanh đẹp phải không chú Tám? Ủa nó vừa. Đây. Nó ngoan nó rồi. Đúng chưa anh? Tại. Ủa sức ngoan mày. Chui vô trong phải không? Chui vô rồi. Trời ơi, vậy mà hút cháy. Ây da kẹp. Ồ, chính là, chính là. Chính là cả nhà ơi. Ồ, kẹp đau quá cả nhà ơi. Con này kẹp bao đau. Lụm rồi đệ ơi. Được chưa? Lụm. Thấy em chưa? Thấy. Hay. Một giò một tay. Một tay. Chính trưởng liền. Vô.
mấy anh em đang tóc cái đống lá này ra đây, kiếm bà khía với lại cua biển luôn nha cả nhà. Đúng này cầm đang cắt dài vô. Anh em mình về tới bến nha cả nhà ơi. Mở bật kia. Đây nè, đây nè. Đây nè. Móc vô anh Tường. Đây nè. Nè, đây nè. Đây nè, cái phượng nè. Cái lỗi ông Tường vô lùm đó. Đây. Quả mấy tiếng anh em mình đi dưới rừng nha cả nhà. Săn bắt bật kia. Săn bắt bật kia. Hai chuột. Cũng được rồi. Được rồi. Đó, nên mình sẽ tạm thời rửa đây, để đây. Mình sẽ làm món nha. Dĩ đang được bằng nha cả nhà. Là mình bằng chín anh em định trong rừng nè. Mình trong một muỗng canh đường. Một muỗng canh đường hả? Nên nói chuyện khổ hình này lâu quá vậy. Cái muỗng này nhỏ thì mình cho một muỗng bột ngọt. Muỗng ăn hộp vịt lộn. Muỗng ăn vịt lộn. Vậy là ổng có mua ớt không ta? Mình cho một muỗng nhỏ nãy đó, mình cho một muỗng muối. Muỗng vịt lộn nãy không? Vịt lộn nãy, muỗng gửi đi. Bạn này nó chua nhưng mà có vị hơi thanh ngọt ngọt nha cả nhà. Thơm lắm. Mình quậy lên cái nhưng mà mình sẽ thả bạc khía vô. Cho bạc khía vô. Wow. Quá. Được thả bạc khía này nhóc. Tới luôn. Món này là ngon lắm nha cả nhà ơi. Khía nó chua bạc. Khía ngon. Đặc sản của Cù Lao Dung luôn á. Để cho nó sôi đi. À, cái này ở đây nước mặn nha cả nhà. Không có rau muống hay là gì như ở trên mình. Rồi mình với lý sẽ lấy lại rau cần. Cay rồi, cay rồi. Dẫn anh em con trải nghiệm bắt ba khía trong rừng gì nấu chua bằng ngon quá. Bắt bắt uống chứ. Uống chứ đi, uống chứ đi lấy cần rồi. Nè thấy chưa? Nó có giùm mình ngủ rồi ai. Uống bắt uống ơi. Rồi uống đi con. Trả lại uống. Ừ. Thì nhóc thôi. Được rồi. Dạ. Lưới còn thêm bao lưới nữa đó. Từ khi mình thấy nghĩ chắc đi vòng vòng mình kiếm này, kiếm nó lâu quá kiếm lâu thôi tại mình đã làm chung mới nó ngon quá ngon đó mình kiếm nè và cái thịt không à hấp miếng canh chua bằng quá ngon cái này mình ăn mình chấm với mưa ớt nha cả nhà rồi cả nhà miếng ba khía nha mời mọi người cái càng ba khía nha thịt ba khía nè ngọt lắm luôn á ngon thịt của biển luôn á nè không ai chuột nó ngọt không ba khía nè dạ. Nó giòn hơn mấy chú cháu mà đi bắt về nhậu bắt cái gì có cái nhậu cái đó nha cái nhà đơn giản nhưng mà ở quê mà sống ở quê là vậy hai chú cháu mình chú Tám ơi chú uống trước đi uống theo không kêu biết là mấy thằng cháu này á nó không có tần hung ví dụ nghe kiếm mấy dân của mình bắt kiếm nhậu thôi chứ vui thôi chứ không có vậy đầu tôi con đi dưới này đâu mà lần đầu tiên con được bước chân tới yeah. Tới cái đây cho mình cái ha mình con dạ con nên nó uống được dạ. Miếng nước canh chua và khía mà nấu anh chua bằng hết bài luôn hả ốc hả ngon quá quá ngon Ờ. Giống mà thấy em đứa heo là tao ăn cháu sao rồi, mà lội lên này giống sao bộn mà không đi theo. Dạ. Tối ngày là đi mặn chứ không mặn là đi bắt này bắt kia vậy hả? Dạ. Con sao bị bán là bữa 200 hay 300 mấy ngàn.
mấy. Còn đây giờ ký nhiêu? 70 ngàn thôi. Sao ký 70 ngàn không? 70 ngàn. Tốt. Vậy bác về đường vòng là bán không đủ. Dạ. 6-7 ký, 5-6 ký. Cho nó cắt mình, thiên đã luôn. Chạm muối nào chưa? Dạ, chưa. Ở chợ mấy con đi thục không à, không có nhiều tới tới văng lưới vậy đâu. Thì văng lưới thì nó mau. Dạ. Nó không có cực thôi chứ nó chậm hơn mình nãy. Dạ. Mà ba thằng thục đâu lại bắt văng lưới. Dạ đúng rồi. Để cho 300-400 thước mà. Con cũng cảm ơn bác Út đã dẫn tụi con đến đây có một buổi trải nghiệm thật là thú vị nha. Rồi bữa nào rồi, dịp nào con xuống. Dạ 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 dạ. Rồi đi nữa. Dạ. Thôi anh em mình xin dừng clip tại đây nha cả nhà. Nếu cả nhà có yêu quý anh em mình á thì nhớ like và đăng ký kênh họ tụi mình nha. Bye bye. Bye.